Rồi chào cả nhà nha, mình đang có mặt ở chỗ hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận thì sáng hôm nay là ngày 11 tháng 6, cũng là ngày mà kết thúc việc phong tỏa ở con hẻm này. Con hẻm này trước đó bị phong tỏa, cũng là cái điểm phong tỏa đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh trong đợt Covid vừa rồi. Hẻm này bị phong tỏa là do liên quan tới chùm lây nhiễm tại quán quán bánh canh O Thanh. Thì đây lực lượng chức năng vừa gỡ cái bảng phong tỏa ha. Hiện tại đối với những người lạ mặt để đi vào hẻm thì sẽ phải tiến hành khai báo y tế. Lực lượng tự vệ cũng như là lực lượng chức năng có mặt sáng hôm nay để hướng dẫn các anh tự quản ở khu vực này là tiến hành cho người những người lạ mặt đi vào hẻm thì sẽ phải khai báo y tế tại đây. Còn đối với người dân trong hẻm thì họ vẫn được phép đi ra, đã được phép đi ra đi vào từ đêm hôm qua. Tức là cái lệnh hết phong tỏa là đã từ đêm hôm qua rồi. Khi mà cánh phóng viên và YouTuber đến thì vẫn khai báo y tế và sau đó được vào gặp người dân bình thường ha. Hẻm này thì nối liền với cái hẻm 268, phía bên kia là đường Võ Văn Tần ha, còn bên này là 267 đường Nguyễn Đình Chiểu. Thì một hồi nữa cái bảng này đã được tháo gỡ ha. Đây là những người dân trong khu vực này đã đi ra đi vào và mình cùng gặp gỡ người dân ở đây nhé. Cô cảm thấy như thế nào hôm nay khi được ra ngoài rồi á? Thì nói chung là qua 21 ngày thì ở đây lãnh đạo với các ở ủy ban phường á, thì y tế cũng nói chung là tụi cô cũng rất cảm ơn. Qua cái thời gian mà gia đình cô cách ly thì hôm nay là thấy thoải mái. Mà cô thấy trong thời gian cách ly thì mọi người thực hiện như thế nào và cơ quan cũng quan tâm như thế nào cô? Mọi người thực hiện rất là tốt con. Còn ba bên chính quyền á, thì lo về chính quyền, lo về cái thông báo hàng ngày để mấy hộ ở trong đây, gia đình chúng cô đây là để thực hiện theo những cái nội quy đó. Đó là một. Và những cái mạnh thường quân với mấy nhà thiện nguyện đã tài trợ cho các hộ trong con hẻm 287 này ngày ba bữa. Gia đình các hộ này rất cảm ơn mấy nhà thiện nguyện, mấy nhà mạnh thường quân đã tài trợ cho con hẻm 287 này rất là tốt. Cũng cảm ơn chính quyền phường. Vậy là trong suốt thời gian đó mình ăn cơm thiện nguyện hả cô? Các nhà thiện nguyện hàng ngày con sáng trưa chiều ngày ba bữa. Dạ, thì trong cái thời gian cách ly 14 ngày á, thì trước đó mình được di chuyển tự do, mình bị ở trong nhà như vậy trong vòng 14 ngày, mình có thấy khó khăn hay là bước quá gì không cô? Có con, mới có ngày đầu, mấy ngày đầu là cô tất cả dân đây cũng hơi bị sốc nói vậy, nhưng mà từ từ rồi quen rồi, nay đã này nếu thì bây giờ sau 21 ngày gia đình cô và những hộ xung quanh đây là ai cũng cảm thấy là đã dễ thoải mái khi đã hoàn cũng như là khi mình đã cách ly đúng mấy ngày này. Thì trong cái thời gian đó thì mình sinh hoạt như nào, cô nói có khác ta so với lúc trước không ạ? Thì nó mới đầu 2-3 ngày đầu là các hộ hơi bị sốc tại vì tự dưng mình đi rất thoải mái, rồi bây giờ mình nghe cái chuyện này đó nó cũng không ấy, rồi sau 3 ngày là hội đã ổn rồi, thì hết đâu đó. Rồi một cái đầu là sợ cái mà phong tỏa vậy thì cô không biết ăn uống thì sao, nhưng mà lớp người lớn thì nó cũng tạm ổn, tại mấy đứa nhỏ. Rồi bây giờ thì khi mà mấy mạnh thường quân, mấy nhà thiện nguyện đã tài trợ như vậy, ngoài người lớn thì đâu ban ngày có sữa rồi cho mấy đứa nhỏ đó, nói chung là tốt. Thì tham quan cái việc mà phong tỏa như này, cô thấy tấm lòng của người Sài Gòn rất là tốt quá. 287 này mỗi lần cô ra con nhận đồ tình nguyện, cô rất là cảm ơn những nhà tài trợ, những mạnh thường quân với mấy nhà thiện nguyện đã tài trợ cho con hẻm 287.
287 và còn cái tầng 4 này. Dạ, cho con hỏi chút xíu là nhà cô có gần kế sát cái nhà bán quán mà bị phong tỏa không cô? Nhà cô cách giữa căn nhà mười mấy, từ đây vô nhà cô mười mấy căn nhà. À, là tới cái nhà bán quán đó đúng không? Ờ, nhà bán quán ở đâu rồi đây? À, nhà bán quán này nè. Cô cái giải này tới nè, ngay chỗ Hồng Hạc chị Ba thôi. Dạ. À. Thì trước đó. Xin hỏi tên. Cô hả? Cô Nguyễn Thị Kiều Hạnh, năm nay cô 61 tuổi. Dạ, cảm ơn cô.